Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Góc nhìn văn hóa của Đài Truyền hình Việt Nam. Tin giả vài năm trở lại đây đã trở thành nỗi lo khi liên tục lan truyền qua các trang mạng xã hội và gây ra nhiều hệ lụy. Đương nhiên thì người dùng mạng xã hội cũng ngày càng thông thái hơn, dần học cách phân biệt tin giả, tin sai sự thật, tin chưa kiểm chứng để không tiếp tay lan truyền cho những kẻ có ý đồ xấu. Tuy nhiên thì công nghệ phát triển nhanh chóng đang tạo ra những công cụ mà những kẻ tung tin giả có thể sử dụng để lừa đảo tinh vi hơn, như là sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI, deepfake để giả mạo hình ảnh, gương mặt và giọng nói của bất cứ ai mà chúng có được dữ liệu thông tin. Nhờ các chính trị gia nổi tiếng trên thế giới, thời gian qua đã liên tục bị tạo ra những video hay là giọng nói giả mạo gây mất uy tín cá nhân. Trong khi kỳ bầu cử tại nhiều nước đang đến gần, thông tin giả mạo có thể gây thay đổi lá phiếu bầu của cử tri. Trong năm mà trên 4 tỷ người ở hơn 40 quốc gia đi bầu cử, các đảng phái đối thủ chính trị đang tìm tới một chiến thuật thao túng người dân và lá phiếu mới và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Deepfake, nội dung video hay audio do trí tuệ nhân tạo tạo ra, giả mà như thật. So với đợt bầu cử 2016 hay 2020, tin giả hay thông tin sai lệch ngày nay đã lên một tầm cao mới khi việc tạo ra những bức ảnh, video hoặc đoạn âm thanh giả không cần phải có thời gian, kỹ thuật và tiền bạc mà ai cũng có thể làm được nhờ sự trỗi dậy của AI tạo sinh. Theo hãng xác minh dữ liệu Samsung, số vụ deepfake trên toàn thế giới đã tăng gấp 10 lần chỉ từ năm 2022 đến 2023. Riêng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 1.530%. Chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi cơ bản về khả năng tiếp cận các công cụ tạo nội dung giả mạo sâu và nội dung do AI tạo ra, đồng thời cũng có bước nhảy vọt về tính chân thực của các kết quả được tạo ra, cho dù đó là giọng nói của các chính trị gia hay thậm chí là video nội dung và tất nhiên là cả hình ảnh do AI tạo ra. Thực tế là chúng ta bắt đầu thấy deepfake được sử dụng khá rộng rãi trong lĩnh vực chính trị. Mặc dù những tuyên bố sai sự thật về ứng cử viên và cuộc bầu cử là không có gì mới, nhưng AI giúp việc tạo ra hình ảnh, video và âm thanh sống động như thật nhanh hơn, rẻ hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi được phát hành trên các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok, Facebook hoặc X, các tác phẩm deepfake bằng AI có thể tiếp cận hàng triệu người, thậm chí trước cả khi các công ty công nghệ, quan chức chính phủ hoặc các cơ quan báo chí hợp pháp biết đến sự tồn tại của chúng. Theo NewsGuard, một tổ chức ở New York chuyên theo dõi thông tin sai lệch, thì trí tuệ nhân tạo đang đưa việc sản xuất và lan truyền tin giả lên một cấp độ mới khi có thể tạo nội dung sai lệch về bầu cử, chiến tranh, thiên tai với tốc độ nhanh và khó phân biệt với thông tin thật. Kể từ tháng 5 năm ngoái, thì các website chứa bài viết sai sự thật do AI tạo ra đã tăng hơn 10 lần, từ 49 trang lên hơn 600 trang. Một số website dùng trí tuệ nhân tạo để sinh ra hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn bài báo mỗi ngày. Nguyên tắc của AI tạo sinh là sử dụng các cái dữ liệu đầu vào và sau đó thì sinh các cái dữ liệu đầu ra dựa trên các cái dữ liệu đầu vào. Thế thì nếu như mà các cái đối tượng lừa đảo có thể đưa các cái luồng dữ liệu thật vào làm đầu vào cho AI và sau đó thì đưa thêm các thông tin giả với mục đích là để AI tạo ra những cái bản tin giả, thì những cái tin này về bản chất nó rất giống thật và người dùng khi mà đọc các cái thông tin này thì rất khó để phân biệt đâu là thật và đâu là giả. AI hiện nay, cho dù AI tạo sinh thì cũng là một cái công cụ. Và cái việc dùng nó vào đâu thì rất phụ thuộc vào con người. Chúng ta có thể tạo sinh ra những cái lượng thông tin không giới hạn về bất cứ chủ đề gì, theo bất cứ mục đích nào và nó cũng có thể tạo ra được rất nhiều các cái nguy cơ liên quan đến thông tin giả mạo để dùng cho những cái mục đích xấu. Có thể phát hiện những nội dung giả mạo bằng AI thông qua cách hành văn, như là phần ngữ pháp kỳ quặc hoặc là lỗi về cấu trúc câu. Còn với nội dung video thì có thể phân biệt bằng những cử động cơ mặt trông có vẻ bất thường. Tuy nhiên thì công cụ hiệu quả nhất chính là nâng cao hiểu biết và có thói quen kiểm tra thêm thông tin từ nguồn chính thống, thay vì chỉ đọc hoặc là nghe một nguồn duy nhất là quý vị đã tin ngay. Nôm na là từ nay mỗi người chúng ta cần đóng vai như là một nhà báo, không phải là vai trò đi phát tán thông tin như thời kỳ đầu mạng xã hội thịnh hành, mà là tư duy kiểm chứng, phản biện và tìm nguồn gốc thông tin. Những thông tin, video giả mạo sẽ càng giống thật khi các đối tượng xấu thu thập được càng nhiều dữ liệu về hình dạng, giọng nói của nạn nhân. Vì vậy, người dùng cần cẩn trọng khi đăng tải thông tin cá nhân, hình ảnh lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cần nâng cao cảnh giác khi theo dõi bất kỳ thông tin nào trên mạng.
những video do deepfake tạo ra thì nhân vật trong đó có cái tần suất nhạy mắt nó rất là ít hoặc là không có so với người bình thường. Hình ảnh và âm thanh nó không khớp với nhau, nó bị lệch với nhau, khuôn mặt bị méo mó hoặc là không đủ chi tiết. Thì thường những công nghệ do deepfake tạo ra hay có những cái chi tiết như vậy. Để hạn chế được tin giả, bản thân người dùng Internet cũng cần có ý thức kiểm duyệt thông tin trước khi đăng, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Người dân cũng cần biết danh sách các nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy từ cơ quan chính phủ, đơn vị truyền thông chính thống, dựa vào đó để xác minh thông tin. Người dùng cần phải tạo cho mình một cái ý thức. Đấy là ngay khi mà chúng ta đọc bất cứ thông tin nào thì chúng ta nên tìm lại cái thông tin gốc. Bởi vì hoàn toàn cái thông tin mà chúng ta đọc có thể là bị làm giả và có thể chèn những cái nội dung giả vào. Nó phải là những cái giải pháp tổng thể liên quan đến pháp luật, liên quan đến giáo dục, liên quan đến đạo đức. Chúng ta cần chuẩn bị cả những cái thế hệ, những cái người phát triển AI có đạo đức và tuân thủ pháp luật, và cũng như là những cái người dùng AI một cách có trách nhiệm. Hiện một số công cụ sử dụng chính trí tuệ nhân tạo để phân tích độ chính xác của các nội dung thông tin cũng đang được nghiên cứu áp dụng. Mặc dù vậy, trong xu thế bùng nổ thông tin như hiện nay, kỹ năng chọn lọc thông tin của mỗi người vẫn là yếu tố quan trọng và cần thiết để ngăn ngừa sự lây lan của những thông tin xấu độc. Một trong những cách có thể giúp hạn chế những tác động tiêu cực tạo tin giả của các công cụ AI đó là phát triển các hệ thống có khả năng phát hiện và gắn cờ những nội dung có khả năng giả mạo do các công cụ này tạo ra. Bên cạnh đó thì các cơ quan chức năng cũng cần có những quy định về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn về việc sử dụng các công cụ này để giúp giảm nguy cơ lan truyền tin giả. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của deepfake, các cơ quan chức năng trên khắp thế giới đang nỗ lực ngăn chặn những tác động độc hại từ công nghệ này. Mới đây nhất, Nghị viện châu Âu hôm 13 tháng 3 đã phê chuẩn đạo luật trí tuệ nhân tạo. Theo đó, các nhà phát triển mô hình AI nói chung sẽ phải cung cấp bản tóm tắt chi tiết về văn bản, hình ảnh, video và dữ liệu khác trên Internet mà họ sử dụng để đào tạo hệ thống trí tuệ nhân tạo, cũng như phải tuân theo luật bản quyền của EU. Hình ảnh, video hoặc âm thanh do AI tạo ra về người, địa điểm hoặc sự kiện phải có nhãn thông báo. Trước đó vào tháng 2, 20 công ty công nghệ hàng đầu thế giới đã ký kết một hiệp định nhằm ngăn chặn các nội dung giả mạo về chính trị do AI tạo ra. Hiệp định trên được công bố tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, có sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như Meta, X, Google, OpenAI, Microsoft, TikTok. Theo thỏa thuận, các bên liên quan sẽ đưa ra giải pháp để phát hiện, gắn nhãn, kiểm soát hình ảnh, video và âm thanh do AI tạo ra nhằm đánh lừa cử tri. Hiện Meta, Google và OpenAI đã nhất trí sử dụng một tiêu chuẩn hình mờ chung cho những hình ảnh do các ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo ra. Tại Mỹ, một số bang như California, Virginia và Texas đã đưa ra các dự luật nhằm kiểm soát hoạt động giả mạo trong các cuộc bầu cử. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ cũng đã quy định việc các công ty sử dụng giọng nói do AI tạo ra trong các cuộc gọi tự động là bất hợp pháp. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ muốn nhắc quý vị thêm một lần nữa là hãy tỉnh táo để các ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ con người, thay vì con người bị lệ thuộc, dẫn dắt bởi những cỗ máy để rồi bị lạc lối vào ma trận thông tin không chính xác và rất có thể bị đối tượng xấu lợi dụng. Và đến đây thì chương trình Góc nhìn văn hóa hôm nay cũng xin được kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả.